Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Hyundai Click có năm sản xuất 2008 phiên bản số tự động máy 1.4 máy xăng tư nhân chính chủ một chủ tư mới. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 205 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Chiếc này mang biển số 16M3366 các bác nhá. Đấy, tư nhân chính chủ, một chủ tư mới các bác này. Sơn xi thì màu bạc rất chi là ok các bác nhá. Đấy, màu sơn zin nguyên bản các bác nhá. Trang bị 4 bánh nhau đúc này. Sơn xi thì rất đẹp các bác này. Dàn một nốt của nó khá là ok các bác nhá. Dàn một nốt của xe này các bác này. Cua lốp này, cua lốp của nó không hề có dấu hiệu mục mọt này. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, rất chi là ok luôn, rất đẹp luôn. Tích hợp xi nhan bên sườn các bác này. Đấy, chiếc Hyundai Click. Đấy, phiên bản số tự động. Tư nhân chính chủ, một chủ tư mới, một mẫu xe gia đình. Không taxi, dịch vụ một ngày nào các bác nhá. Độ đồng sơn zin của nó còn đạt đến 80% các bác này. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Xe rất chắc chắn các bác nhá. Đấy, biển số thì rất đẹp luôn. Hai cụm đèn phanh thì rất sáng bóng đều nhau các bác này. Mình cam kết anh em chiếc xe không đâm va, không ngập nước. Đấy, keo chỉ zin cả xe. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan phần gầm các bác này. Gầm mẹ chắc lịch các bác nhá. Gầm mẹ chắc lịch không hề có dấu hiệu mùi mòn này. Đấy, chiếc Hyundai Click nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Phiên bản số tự động các bác nhá. Máy 1.4 máy xăng. Đấy, bản một đầu thì cốp của nó nhỏ gọn trên trên thôi. Nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu các bác nhá. Đây là những cái đinh bấm này. Nguyên bản theo máy sản xuất các bác nhá. Keo chỉ này. Đấy, keo chỉ của nó này. Không hề mất đến một phân. Rất chắc chắn các bác nhá. Đây là phần lắp cốp các bác này. Rất là ok. Với giá tiền là 205 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác này. Xe rất cứng xe luôn các bác nhá. Đấy, dàn một lốp của nó khá là đẹp các bác này. Cua lốp này chưa hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Nó chi là đẹp luôn. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da được trang bị màu đỏ đen các bác nhá. Ghế da trang bị màu đỏ đen này. Đây là bậc lên xuống này. Còn đây là phần hốc bản lề này. Hốc bản lề này. Đây là phần cột kéo đinh bấm này. Nguyên bản theo máy sản xuất các bác nhá. Không hề mất đến một cái đinh nào này. Rất chi là đẹp luôn. Một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ. Một chủ tư mới các bác nhá. Còn đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa đằng sau bên phụ các bác này. Đây là phần âm thanh này. Keo chỉ của nó này. Keo chỉ zin nguyên các bác nhá. Không hề mất đến một phần. Vâng, đây là phần nội thất này. Ghế da đằng trước các bác nhá. Rất là đẹp, đẹp luôn. Trang bị màn hình cam lùi các bác này. Trang bị túi khí an toàn cho người lái này. Tích hợp trên bô lăng các bác nhá. Khóa khiển từ xa này. Đây là phần táp lô của xe này. Táp lô của nó rất đẹp luôn. Đây là phần hốc bản lề này. Hốc bản lề của nó chưa hề động đến cà lê mỏ lết các bác nhá. Đây là phần cột kèo này. Đây là cột kèo đinh bấm này.
nguyên bản theo nhà máy sản xuất qua nhá. Không hề đâm va, không hề ngập nước. Keo chỉ thì zin cả xe. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em là 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng các bác nhé. Còn đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa đang trước bên phụ các bác này. Đây là phần âm thanh này. Keo chỉ đây. Keo chỉ nguyên bản theo máy sản xuất các bác nhé. Keo chỉ thì không hề mất đến một phân. Rất là đẹp. Đấy, tích hợp xi nhan bên sườn các bác này. Dàn bánh lốp của nó này. Rất là đều nhau, rất đẹp luôn các bác nhá. Bô lốp này không hề có dấu hiệu mục mọt. Đấy các bác xem cảm nhận này. Rất cứng xe luôn. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về mà sử dụng thì quá là yên tâm luôn các bác nhá. Đấy, mang biển số 16, biển số Hải Phòng. Tư nhân chính chủ, một chủ tư mới. Hai cụm đèn pha của nó rất sáng bóng đều nhau các bác này. Tất cả nó vẫn còn nguyên bản theo cái máy sản xuất các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này hãy nhanh tay alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em ở 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng để xem xe và test xe các bác nhá. Đấy, keo chỉ của nó này. Keo chỉ thì nguyên bản theo máy sản xuất các bác nhá. Không hề mất đến một phân. Rất đẹp luôn. Đây là phần hốc bản lề các bác này. Đây là phần cột kèo này. Cột kèo đinh bấm các bác này. Nguyên zin theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Rất chắc chắn luôn. Trần này trần lỉ nguyên bản theo xe các bác nhá. Trần lỉ nguyên bản theo xe khá là đẹp luôn các bác này. Còn đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa đang trước bên lái các bác nhá. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện này. Đây là phần keo chỉ này. Keo chỉ của đằng cánh đằng trước bên lái các bác nhá. Rất là ok. Đây là bậc lên xuống này. Tem mác trong nhà máy sản xuất này. Hốc bản lề các bác này. Chưa hề động đến cà lê mỏ lết các bác nhá. Đây là phần cột kèo này. Cột kèo đinh bấm các bác này. Không hề mất đến một cái đinh nào các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng 3 chấu này, khá đẹp luôn các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đấy, tích hợp trên bô lăng này. Và sau đây em sẽ lổ máy lên cho các bác xem này. Vâng, máy đã lổ các bác nhá. Máy lổ rất êm luôn. Mặt đồng hồ này không báo một lỗi gì các bác nhá. Phần xi nhan này hoạt động rất trơn tru. Gạt mưa này rất là ok các bác nhé. Màn hình này
âm thanh vũ trường, điều hòa các bác này. Em bật AC này. Đấy, điều hòa nó đóng các bác nhá. Cực mát luôn. Đây là phần cảnh báo nguy hiểm này. Quả số này, phanh tay này. Đây là hộp đựng đồ này. Đây là gương chiếu hậu này. Đây là chắn nắng này. Mở lên có gương trang điểm các bác này. Chắn nắng hai bên các bác này. Rất là ok. Trần nỉ thì đẹp như mới luôn. Hộp đựng kính này. Gương chỉnh điện này. Đấy, hoạt động rất trơn tru các bác nhé. Rất chi là ok. Kính lên xuống này. Hoạt động rất trơn tru các bác nhé. Điều hòa thì cực mát luôn. Táp lô của nó rất đẹp luôn các bạn này. Mình cam kết anh em chiếc xe này không đâm va, không ngập nước các bác nhé. Bác nào mà đụng chân mẫu xe này mua về sử dụng quá là yên tâm luôn này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần là tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Click các bác nhá. Máy lổ rất êm các bác này. Máy của nó rất khô ráo sạch sẽ này. Chiếc này mới về tối qua xong. Đấy. Em chưa dọn dĩa gì cả nên em muốn để nguyên bản như này em úp video lên cho các bác xem này. Đấy, bốn máy các bác này. Phiên bản tự động máy 1.4. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới các bác nhá. Với giá tiền là 205 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác này. Xe này không lỗi gì các bác nhé. Rất là ok. Đinh bấm đang giật này. Không hề có dấu hiệu đâm va các bác nhé. Đây là phần ủ tẩm sóc này. Đây là lắp cabo này. Đấy, lỗ của nó tròn này. Không hề có dấu hiệu móp méo các bác nhá. Không đâm va, không ngập nước. Máy lổ cực chất luôn. Không hề rỉ dầu này. Đấy, nó bắt chạm vào nhà này. Rất là đẹp các bác nhá. Đây là phần tổng quan khoang máy các bác này. Đây.
Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Hyundai Click có năm sản xuất 2008 phiên bản số tự động máy 1.4 tư nhân chính chủ, một chủ tư mới. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 205 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.